Ở quận 4 có một cái quán hủ tiếu mì người Hoa rất là ngon mà tớp mở hành phi ăn thoải mái luôn. Chủ quán sộp ghê, mì trộn thì anh nấu cũng xịn nữa. Mà anh chủ quán thì cũng là người Hoa, đồng thời đã bán mấy chục năm ở một quán Hoa nổi tiếng lâu đời ở quận 1. Những tín đồ sành ăn mà gặp lại anh chắc chắn sẽ nhận ra. Hủ tiếu mì thì anh trộn ngon lắm, nước lèo kiểu vị người Hoa thường nấu mà không có bị lai nhiều với kiểu nước lèo của người Việt ăn. Anh bán cả ngày ngay chợ Xóm Chiếu quận 4. Hôm nay Phúc gọi một tô mì khô trộn xá xíu mà anh nói xá xíu của anh làm không có bỏ màu. Miếng thịt mỏng to mà ở đây giá chỉ từ 45.000 một tô thôi. Ở quán thì anh còn có hoành thánh, bún gạo, hủ tiếu mềm, hủ tiếu dai hoặc là kết hợp các loại sợi với nhau thì anh sẽ làm theo yêu cầu. Phúc đặc biệt ấn tượng với lại cái bảng giá, nhìn như cái bảng củ chương mà giá cả từng món rõ ràng theo từng loại sợi mì, hủ tiếu và từng loại topping. Các bài lưu ý là mỗi phần thì anh chủ quán sẽ không để tớp mỡ sẵn mà sẽ hỏi mình ăn tớp mỡ hay không, mà anh chủ khẳng định chắc nên là cứ ăn bao nhiêu cũng được. Rồi tụi mình mới gọi thêm một tô hủ tiếu hoành, đặc biệt mà topping ở quán sẽ có cá cực, tôm tim, thịt mà topping thực sự khá nhiều. Phúc vẫn còn nói cũ, anh bán cho khách như thế nào thì anh bỏ vô tô em y chang vậy nha. Với Phúc thì mì trộn khô anh làm rất là thơm và ngon, trộn thêm với lại hành phi tớp mỡ nó thiệt nhất cái nách luôn. Nhưng mà nhắc lại là kiểu vị người Hoa nha, cho nên mấy gu ăn ngọt đậm đà thì các bạn lưu ý nè. Nước lèo ở quán thì thơm ngon, một phần là do hầm xíu quách, cục xíu quách nhiều thịt mà tôi gọi thêm ăn cho đã mà to gần bằng cái tô luôn. Hoành thánh viên nhỏ nhân thịt ăn ngọt ngon mà các bạn có thể thử qua nè. Quán này là hủ tiếu mì Abad, quán nằm tại địa chỉ là 11 Lê Thạch, phường 13, quận 4. Địa chỉ thì Phúc để trên màn hình cho các bạn tham khảo nha.